nhận định bóng đá Crystal Palace với Manchester United. 3 giờ 15 phút ngày 4 tháng 3, Manchester United sẽ hành quân đến Selhurst Park với nhiệm vụ phải thắng để làm bước đà cho trận đại chiến với Man City. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Crystal Palace đang chơi tệ. Tuy nhiên, Manchester United không thể vì thế mà chủ quan, bởi giai đoạn gần đây họ thường xuyên mất điểm trước những đối thủ yếu. Nếu không cẩn thận, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể đứt tay khi đối đầu với pha lê Crystal Palace. Cuối tuần trước, Manchester United đã có trận hòa 0-0 với Chelsea. Về cơ bản, đây là kết quả tích cực, bởi một điểm trên sân của đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé dự Champions League mùa sau là chấp nhận được. Một lần nữa, Quỷ Đỏ lại cho thấy sự lì lợm trong những trận đại chiến Big Six gần đây. Dù họ chưa thắng trận lớn nào mùa này, nhưng ngược lại thì 4 trận gần nhất họ cũng không để đối thủ đánh bại. Trong đó có 3 trận liên tiếp gần nhất diễn ra trên sân của Liverpool, Arsenal, Chelsea. Tỷ số 0-0 trong cả 4 trận gặp Big Six gần đây có thể khiến những cổ động viên yêu thích bóng đá tấn công không hài lòng. Nhưng ở khía cạnh khác, Manchester United đã cho thấy sự lì lợm và chắc chắn trong khả năng phòng ngự. Đêm nay, Quỷ Đỏ sẽ hành quân tới sân Crystal Palace. Dù thứ hạng đội chủ nhà không tốt chút nào, nhưng đây chắc chắn vẫn là 90 phút không đơn giản cho thầy trò huấn luyện viên Ole Solskjaer. Lý do là bởi Manchester United chưa bao giờ được đánh giá cao trong những trận đấu mà họ được cầm nhiều bóng và phải đối mặt với đối thủ chơi phòng ngự đổ bê tông. Trong khi đây lại chắc chắn là thế trận mà Quỷ Đỏ sẽ phải đối mặt tại Selhurst Park. Nên nhớ, 3 trận gần nhất ở Premier League gặp các đội bóng chủ trương chơi phòng ngự, Manchester United chỉ thắng được đúng 1 trận trước Newcastle. Ngoài ra, họ đã thua sốc 1-2 trước đội bóng đứng bét bảng là Sheffield United hôm 28 tháng 1. Thất bại là cột mốc khiến Manchester United bị Man City vượt mặt trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Còn lại là trận hòa 1-1 nhạt nhòa trước West Brom cách đây 10 ngày. Nói vậy để thấy, những cú vấp bất ngờ trước các đối thủ nhỏ luôn là hiểm họa có thể ập đến với Quỷ Đỏ bất kỳ lúc nào. Về mặt lực lượng, sâu xa sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của Paul Pogba đêm nay vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Edinson Cavani vẫn còn bỏ ngỏ. Một vấn đề khác của sâu xa là ông sẽ phải có kế hoạch sử dụng nhân sự phù hợp, bởi sau Crystal Palace, cuối tuần này họ sẽ có trận derby Manchester trên sân Man City. Xoay vòng là điều gần như sâu xa chắc chắn sẽ phải thực hiện để đảm bảo thể lực cho các trụ cột. May mắn cho Manchester United là thời điểm này phong độ của Crystal Palace là không tốt. Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, thầy trò huấn luyện viên Roy Hodgson đã nhận tới 5 thất bại. Khả năng tấn công chính là điểm yếu lớn nhất của Crystal Palace. Trong 5 vòng đấu của tháng 2, họ chỉ tung ra được tổng cộng 33 cú sút. Thống kê cho thấy không đội bóng nào ở Premier League có ít cú dứt điểm như Crystal Palace trong tháng vừa qua. Trong đội hình của đội bóng thành London có rất ít điểm nổ, cũng như không có tiền vệ có khả năng sáng tạo. Hodgson xây dựng lối chơi phòng ngự phản công cho Crystal Palace. Thực ra, đây là cách chơi rất khó chịu, bởi họ sở hữu một Wilfred Zaha có tốc độ, kỹ thuật và khả năng độc lập tác chiến rất tốt. Nhưng vấn đề của Crystal Palace là Zaha đang chấn thương, đã vắng mặt cả 4 vòng gần nhất và khả năng lớn là sẽ tiếp tục không thi đấu đêm nay. Vắng ngôi sao số 1, hàng công vốn đã yếu của Crystal Palace nay lại càng yếu hơn. Hodgson lúc này chỉ trông chờ vào một mình tài năng trẻ Ivere Chiesse trong việc tạo ra đột biến, và như vậy là không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Manchester United. Trong 4 lần gần nhất hai đội đụng độ, thành tích là rất cân bằng khi mỗi bên thắng 2 trận. Nhưng thời điểm này, Crystal Palace không sẵn sàng để khiến Quỷ Đỏ vấp ngã. Chỉ cần không chủ quan, Manchester United khó lòng đứt tay khi đối đầu với pha lê Crystal Palace. Dự đoán tỷ số 0-1. We'll be right back.